Chào các bạn, hôm nay mình sẽ làm món gà kho gừng xào một ít bắp cải để ăn với cơm ha. Mình mới về Việt Nam á, mua được cái kéo này nè. Nó kêu là cái kéo cắt xương gà. Không biết các bạn có coi cái video mà mình ăn cái cá nhám á, con cá mập con lúc mà mình ở Việt Nam á. Thì mình đi siêu thị, mình có mua một cái kéo nó cũng như là cắt xương gà màu xanh lá cây á, ở trong video mình có xài nữa. Trong siêu thị đàng hoàng nha, nó để trên cái tựa là cái bịch đó là kéo để cắt gà luôn đó, xương gà đó. Mà mình cắt cái vai cá không nó còn không được nữa, thành ra cái kéo đó mình để lại Việt Nam mình không đem về. Thì chị mình với anh rể mình có mua cho mình cái kéo này trên trang gì mà phổ biến Việt Nam mình quên tên mất tiêu rồi. Hai chồng mình cũng cũng tò mò coi nó có work hay không. Thì giờ mình lấy ra, mình sẽ cắt cái đùi gà để mà mình cắt nhỏ ra thì là mình kho gừng ha. Giờ cắt ha, cái này thì nên cắt làm hai hay làm ba đấy ta? Mình cắt làm hai đi, cắt làm ba, làm hai biết được chưa, rồi cắt làm ba. Hai, wow, nó cũng bén ghê các bạn, bạn có thấy không, cắt một cái là nó đi vô tới sâu tới tận xương nè, hy vọng là qua được cái xương, chứ có cần cái lực tay nhiều không. Mình cắt chung quanh cái thịt trước đi để tới cái xương ha, nếu cái này mà hữu dụng là mai mốt mình sẽ lấy cái này mình xài nhiều hơn á, thường xuyên luôn á. Wow, các bạn nghe được không? Ồ, chưa chưa được, để mình nghe cái crack, mình tưởng là nó qua được cái xương rồi. Mua cái này chỉ cần phải lực tay hơi nhiều á, chứ cũng không phải là bấm qua dễ dàng đâu. Cứng quá. Không được, không được, không được. Cái này chắc phải anh xã mình bấm mới được quá, chứ mình bấm không được rồi. Thử nghiệm mà bấm không được. Wow. Cái này sao vậy, là bản thân mình cũng đâu có bấm nổi đâu. Cứng lắm các bạn ơi. Cái này phải bấm qua xương gà đó. Okay. Mình tới xương rồi, mình cắt qua thịt rồi tới xương rồi. Giờ chỉ có là bấm nó ra thôi. Ê, cũng không khó. Được này các bạn. Bây giờ cái miếng này cắt làm đôi ha. Thì đây là một cái khúc dưới nè các bạn. Nói chung nó cũng vừa rồi. Nhưng mà mình để cho mình ướp cho nó thấm gia vị hơn. Mình lấy dao nhé. Mình khứa vòng vòng chút ha. Đâm cũng được. Mình khứa một tí đi. Mình khứa hai ba đường vậy đó thôi. Cho nó thịt khi mình ướp nó thấm hơn, gia vị hơn thôi. Rồi, vậy là xong được miếng của mình. Mình bỏ vô cái nước giấm với muối pha loãng đó. Cái này thì mình không lấy thớt ra nha các bạn, phải cắt cắt cái mấy cái mà công lấy cái thớt ra quá. Phải rửa xà bông cái thớt nữa. Mình cắt trước cái gà này đi, nó cứ dài đường thôi để khi mình ướp gia vị nó thấm được vô trong ha. Này là miếng thứ hai, cục bự này chắc cho anh xã mình cục nhỏ này, xương chắc mình gặm á. Giờ thử nghiệm thêm cái đùi nữa ha. Mình mới lọc bớt cái mỡ của nó nè. Bạn thấy cái đùi gà của Mỹ không? Bự ghê sao? Bây giờ mình sẽ lấy dao, mình cắt cho tới cái phần xương của cái con gà đây. Rồi mình sẽ bấm cái xương coi có bấm được không ha. Trời, cũng khó ghê. Ôi, mà nghe cái rắc à? Chắc mình phải xoay vòng tròn á. Đó, chứ bấm đúng một chỗ thì không nổi. Rồi, nghe rắc rắc đây nè. Nó kêu rắc rắc rồi mà nó cũng không bể được. Thôi, bó tay rồi. Giờ mình sẽ tiếp tục bấm cho hết cái số gà này nha. Thử nghiệm hôm nay cho biết cho vui vậy thôi, chứ mình thấy cái này không ổn nữa. Đâu có tốn sức mà đứng bấm cái gà vậy được không? It's a cut right there, yeah. My hand's not strong enough to do it. So actually it works, it's just I'm not strong enough. See? Yeah, right through. Right through. Yeah, right yeah. through. It works. And you said on for wings only. I don't think so. It say for chicken bones, so the whole chicken. Should work for the whole chicken. I mean, what if it's a big chicken? Yeah, look how big this one is. Oh my God. Yeah. This one is huge. Okay. Jeez. Chắc cái này kéo của Việt Nam chắc dành cho gà ta mình thôi các bạn. Gà Mỹ nó bự với xương bự quá. Oh yeah. Let's see. Oh yeah. This thing just goes, yeah, it just goes right through it. It's not that hard, right? I mean, so. No, I mean, you can't do it with one hand, but once you use a second hand, you can definitely do it. So both hands. I did both hands, but still. Yeah, hopefully they, you know.
Hopefully this lasts. Maybe we need to keep it sharpened or something like that. Yeah. So going forward, cutting chicken bones will be your job, baby. Yeah. Yeah, mình đã ướp nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi các bạn. Thì mình có tí hành hương bằm, tí tỏi bằm, vài cái lát gừng đập dập dập. Mình cắt gừng miếng to chứ mình không có bằm nhuyễn. Là tại vì mình đã nói trước đây là hai đứa mình không có thích ăn trực tiếp cái miếng gừng. Mình chỉ muốn nó có cái mùi gừng thôi. Thành ra là cái gừng mình cắt cái miếng cũng còn hơi bự ha. Rồi xíu đường, nói chung khoảng nửa muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê bột nêm, với lại hai muỗng cà phê nước mắm, với xíu tiêu. Thì mình ướp sơ sơ vậy thôi. Bây giờ mình sẽ đi kho ha. Tại vì sau trong quá trình mình kho mình sẽ còn điều chỉnh gia vị là cho thích hợp nữa. Thì này mình ướp để cho cái gà mình nó đậm đà thôi, nó thơm thôi. Ok, giờ mình đi mình kho nha. Đầu tiên mình sẽ thắng dầu màu đường nha các bạn. Ở đây mình có 2 muỗng canh dầu ăn, 2 tới 3 muỗng canh đường. Mình sẽ quậy lên đến khi nó đạt được cái màu cánh gián á. Và bạn thấy trong cái màu đường nó nổ cái bọt li ti lên vậy là được. Mình sẽ cho hành hương đã bằm nhuyễn vào. Mình đảo nhanh vài vòng cho cái hành nó thơm. Mình sẽ cho cái gừng nó sắc lát mỏng vào ha. Thì như mình nói là mình thích sắc gừng cái lát nó hơi to một chút. Rồi sau đó mình sẽ cho cái tỏi bằm này vào. Cũng tiếp tục đảo nhanh lên cho tỏi nó thơm. Thì mình sẽ đổ hết tất cả các gà đã ướp vào đây. Các bạn lưu ý là ở đây mình hoàn toàn không có xào cái gà này lên. Mình để cho nó nằm yên nó giống như mình đang chiên những cái miếng gà này mà bằng cái dầu màu đường của mình đó các bạn. Khi mình thấy cái thịt nó săn rồi thì mình sẽ nhẹ nhàng trở cái mặt gà lại ha. Bạn cứ thế tiếp tục trở nhẹ nhàng tất cả các miếng gà này đều hết tất cả các mặt. Đến khi tất cả thịt nó đều săn lại và không còn thấy thịt hồng thì thôi. Ở đây cái đùi gà nó to quá các bạn mà tụi mình chỉ cắt làm đôi á. Nên cái miếng gà của mình nhìn rất là to. Mà thôi kệ nó, trong quá trình mình nấu nó sẽ săn lại bớt. Là nhìn nó to vậy cũng hấp dẫn hơn nữa. Ok, trở nhẹ nhàng. Khi thịt săn rồi thì mình sẽ đậy nắp lại. Mình nấu lửa trung bình 10 phút. Sau 10 phút mình sẽ mở nắp ra. Mình tiếp tục mình trở đều tất cả những cái miếng gà này của mình ha. Mình lật mặt lại nhẹ nhàng thôi. Bạn thấy cái xương gà nó ra cái máu á, thì mình lấy mình bỏ đi nha. Rồi tiếp tục mình đậy nắp lại. Mình nấu thêm 10 phút nữa. Sau 10 phút mình dỡ nắp ra. Thì ở đây mình sẽ không đậy nắp nữa nha các bạn. Tức là mình đã nấu đậy nắp hết 20 phút, 10 phút mỗi mặt. Bây giờ mình sẽ đứng đây mình canh cái nồi gà của mình luôn. Tại vì nó chỉ mất khoảng 10 đến 15 phút nữa là nó cạn cái nước á. Mình đứng đây mình canh luôn ha. Cũng tiếp tục nhẹ nhàng trở cái gà của mình thôi. Rồi bỏ những cái máu nó ra đó. Rồi mình nêm nếm gia vị lại cho vừa ăn. Thì khi kho mình thích cho vào khoảng 1 muỗng canh tương ớt để cho cái nước kho nó cũng đẹp hơn, cái màu nó đẹp hơn các bạn. Mà cái ăn cái gà nó hơi cay cay nhẹ nhẹ nó cũng ngon hơn nữa. Rồi tiếp tục nhẹ nhàng trở đều, bỏ những cái máu nó ra nha. Mình nêm thêm vào đây khoảng 1 muỗng canh dầu hào. Thì cái dầu hào gia vị nó cũng giúp nước kho ngon hơn các bạn, màu cũng đẹp hơn. Nửa muỗng cà phê bột nêm. Rồi tiếp tục nhẹ nhàng trở đều những cái miếng gà của mình. Tại sao mình phải trở hoài như vậy? Tại vì cái gà này của mình nó hơi to đó các bạn. Nên mình muốn trở đều nhẹ nhàng liên tục thì để nó thấm đều hết tất cả các mặt thịt gà ha. Mình nêm vào đây khoảng 1 muỗng cà phê đường. Thì các bạn cứ nêm nếm tùy theo khẩu vị gia đình mình thôi ha. Ở đây mình chỉ ướp chừng cái gia vị thôi. Tiếp tục nhẹ nhàng trở đều các miếng gà lại. Mình nêm vào đây khoảng chút xíu nước mắm đó các bạn. Vậy là khẩu cái vị của cái gà kho của mình nó vừa ăn rồi đó. Giờ mình chỉ đợi cái nước nó cạn thôi. Thì khi nó cạn quá mình sẽ lấy muỗng mình múc những cái nước kho lên trên những cái miếng thịt gà nha các bạn. Tới khi nào nó đạt cái độ sệt nè, như mình mong muốn nè. Ở đây nó sệt lắm các bạn, hơi dẻo dẻo đó. Là cái món gà kho gừng của mình xong rồi. Mình cho ra dĩa và mình sẽ ăn với lại bắp cải, xào, cà rốt và hành lá ha. Hôm nay mình quên trang trí cái dĩa gà của mình rồi. Cho ít hành lá lên mặt nó cũng hấp dẫn hơn nữa. Nhìn ngon quá ha. Ok, giờ mình thưởng thức nha. Ah, this looks great. I'm ready. Should I use my fingers or use... finger or whatever, yeah. Eat it. Yeah. Not finger for that anyway, so... You can use one finger for the chicken. Để ra là tụi mình có ăn với cơm nữa. Gạo lứt á. Mình xào này đã thấy nhiều quá nên thôi. Ăn đồ ăn khỏi ăn gạo lứt luôn. Rau củ quả mình không muốn để dư qua đêm á. Ráng ăn cho hết cái đó. Oh, yeah.
Yeah, this is great. Mm-hmm. Oh, yeah. Have you tried the chicken? Mm-hmm, I will. Really good. Mm. Oh, yeah. It just kind of falls off. The meat just pulls off. Ooh, that's hot. Rất là thấm mà vừa ăn nha các bạn. Yeah, that's good. I like that flavor. Mình cắn vô thì cái miếng thịt nó rớt ra khỏi cái xương, mà khi nhai cái thịt thực ra nó vẫn còn cái độ giòn dai của nó, chứ nó không phải là nó mềm rã. It's good, huh? Mm-hmm. Ngon, ngon các bạn. Chắc dùng tay ăn quá. I heard, like, I think it's maybe true. People say, like, ginger, you shouldn't eat ginger at night time. Daytime only. Oh, yeah? It's not good for, I don't know, for your stomach or something. Huh. Oh, maybe. Yeah, but we eat it night time now. I'm not gonna eat it. Yeah, actually, we just get like the flavor. Yeah, I get the flavor. Yeah. I love this kind of chicken. It's great. Yeah, it's cooked really well. Mm-hmm. Perfectly. Có miếng da gà mình tháo ra nè. Nói chung ăn cũng được, chút nhỏ nhỏ, phải ăn đi. Toàn ngon hả? Isn't that great? Yeah, it's so good. Ủa, thấm ngon ghê. Yeah, I really like it a lot. Yeah. Chắc đây là lần thứ hai mình nấu cái món gà kho gừng. Đó, giờ mình ít nấu món này lắm. Bữa trước trong video mà đi chợ H-Mart á, mình có quay là mình mua bịch gừng mà nó là hơi bị nhiều á, sợ ăn không hết, mua nhiều quá sợ hư uổng. Thì có nhiều bạn chỉ mình là đi ra ươm cho nó lên mầm mà đi trồng á. Thì thật ra nhà mình có trồng gừng. Nói mấy chứ tôi thật sự như lúc Việt Nam xong qua cái mình quên mất là nhà mình có trồng gừng. Nhưng mà mình cũng là trồng thử nghiệm lần đầu tiên, năm đầu tiên mình trồng mà mình chưa có kinh nghiệm nữa. Anh để ngoài vườn mà anh để cái góc xó, cái hình mình nhìn ngoài vườn mình không để ý, mình về mấy bữa mình cũng chưa ra vườn, cái mình không có để ý, mình quên mất tại vì mới trồng lần đầu cho nên mình cũng không nhớ. Mà nó cũng lên cái cây cũng được một khúc rồi các bạn, thì không biết có bứng lên lấy cắt nó một khúc ra mình ăn, rồi mình đem phần còn lại mình trồng xuống tiếp hay sao thì mình cũng chưa có nghiên cứu cái đó nữa. Nhưng mà nhà mình có trồng gừng. Yeah. Mình sợ. Mình sợ cái bịch gừng bữa mua bị hư nè, nên hôm nay mình lấy mình kho. Nhưng mà ít khi nào làm món này lắm. Cái nước sốt ngon quá. Mình nấu vậy nó đặc kẹo, mình không hề cho thêm nước nha các bạn, không cho nước lọc vô nấu luôn. Nước tất cả là từ nước gà với gia vị nó ra đó. Giờ nó đặc kẹo lên, nó thấm hết cái gà, chan nước sốt lên đó. I like it a lot. Yeah. Yeah, you did a great job on the flavor. Cái lần đầu tiên, lần trước mà mình làm món này nha, cái mình mua cũng khá nhiều, chung mình về mình nấu lên cũng hơi nhiều á. Mình định là tại vì lúc đó em của mình nó ở riêng, mà nó ở bên mình nè, thì không có ai nấu cho nó ăn, thì nó thấy như phải đi ăn ngoài là chính đó. Thì em mình nó cũng không có biết nấu nhiều. Cái bình thường là nấu thì đem qua cho nó ăn lắm. Bữa đó mình nấu món gà kho gừng lần thì mình nấu á, mình định là nấu nhiều, đem qua cho em mình mớ.
Cuối cùng mình nấu xong cái lần nó ra là ảnh ăn gần hết luôn các bạn. Ăn một bữa gì đó, anh ngồi anh ăn gần hết luôn. Anh cũng lần đầu tiên được ăn cái món gà kho gừng ngon hơn ăn gần hết. Thành ra mình demo em mình có mấy miếng chút xíu. Thế nó mới hỏi mình là sao kho không kho nhiều, đêm thì có mấy miếng, đêm ít quá vậy. Đủ nó ăn được có một bữa à. Cái mình phải nói là không, tại mua ít gà quá. Chứ thật ra không, đâu dám nói là tại ảnh ăn hết. And that's why I love her. Không hiểu gì hết. Không hiểu mình nói gì hết. I said this is the second time I cooked this dish. Woo! The first time I cooked it, I cooked a lot. Mm-hmm. But you ate like most of it. And my plan was like, I cooked a lot and bring some over for Tom. Oh yeah, uh-huh. That's the time when he was by himself. Mm-hmm. I usually like cook extra food and give some to him. So that time when I cook a lot of chicken, but you like it and you ate almost like out of it. So I brought to Tom to a few pieces. So yeah. He asked me, yeah, why didn't I bring like more? So I had to tell him like, oh, because I didn't cook a lot. And tell him like, you ate most of it. He ate so much. That's funny. Mm-hmm. Yeah, I like this chicken a lot. Mm-hmm. Really good. I mean, I really like chicken to begin with. But anh thích ăn thịt gà các bạn. Mình thì rất là mà không thích ăn thịt gà lắm. When it's seasoned like this or flavored like this, ooh, mm-hmm. So good. Hồi trước mình cũng thích ăn thịt gà. Mà lúc mình còn học ở dưới Relax và chung cũng ở Houston, nhưng mà ở xứ Tú Phiên Nam Houston 45 sao thì sinh viên mà qua du học nữa, cái gì cũng muốn tiết kiệm chút xíu. Thật ra cũng không phải là khó khăn cái gì phải tiết kiệm, nhưng mà tính mình thích nên mình tiết kiệm. Cái thứ ba thì cái tiệm gà rán Popeyes á, nó sale thứ ba là rất là rẻ, giờ không nhớ bao nhiêu nữa, đồng hả, cỡ đồng một cái miếng gà chiên hình như vậy, mình không nhớ nữa. Chung là rất là rẻ, nhất là thứ ba, mình nhớ là thứ ba. Thì mấy đứa ở chung phòng cứ tới thứ ba là chạy ra Popeyes mua một hộp gà về ăn. Mình ăn riết tới mức độ thì mình thấy thịt gà thì mình hết thích luôn các bạn. Ăn nhiều tới vậy đó. I think I'm done with the chicken. I'm just gonna eat vegetables now. Okay. That was great. Mm-hmm. Bạn thấy nãy giờ anh ăn vội vã là tại vì hôm nay có một trận đấu bóng bầu dục á. Football nha các bạn. Bữa mình trong cái video mình đi chợ như qua nhà ba mẹ chồng chơi đó, mình có nói cái đó. Thì có bạn không, mình là bạn không biết football là bóng bầu dục. Football Mỹ gọi là bóng bầu dục, còn soccer là bóng đá ha các bạn. Thì hôm nay có một trận bóng bầu dục quan trọng, chứ cũng không là quan trọng mà hôm nay đội nhà của tụi mình chơi. Và football là cái môn thể thao là mạnh nhất ở Mỹ đó các bạn, bóng bầu dục á. Nhưng mà ảnh có hẹn đi coi cái football đó với bạn của ảnh. Giờ tính ra là đã trễ rồi, bạn ảnh nó có mặt. Chứ mà đi qua nhà bạn coi ha các bạn, không biết qua nhà bạn hay quán bar gì đó. Thì thường mấy ông hay tụ họp nhau rồi đi uống bia, chơi, tám rồi coi thể thao đó. Anh có hẹn bạn ảnh mà tính ra là giờ cũng trễ rồi, bạn ảnh đến rồi. Nhưng mà mình nói trễ gì thì trễ, cũng phải ở nhà ăn cơm với mình, tại cơm mình đã nấu rồi. Thì phải ăn với mình cho xong đã, rồi mới đi coi với bạn. Vợ phải hơn bạn nha. Thì ảnh mới nói với bạn ảnh là ảnh ăn cơm mình xong rồi ảnh mới đi. Mà nãy giờ cũng ráng ăn vội vã để cho kịp với các bạn. Thì nên video hôm nay tụi mình quay cái phần ăn ngắn ngắn thôi để cho ảnh đi chơi với bạn ảnh. Yeah, good job, sweetie. Mm-hmm. Oh, that's a good one right there, yeah. Mm-hmm. We can keep eating this like tomorrow. Này tối mai ăn tiếp. Mai khỏi nấu cơm. Mai mình xào hay luộc thêm gì rau nữa là xong. Can we reheat this? Mm-hmm.
No. Yeah, I don't think so. I'm gonna try to finish this. What yeah. you got? Mình sẽ cố gắng ăn hết cái dĩa này, dĩa rau này. It's a lot of vegetables. Mm-hmm. 5 pounds. Các bạn hỏi sao ít cứ thấy mình nhầm hai đứa mình ăn canh. Tụi mình ít ăn canh đúng không mày? Thì tự có hai người rồi, nên mình không có nấu nhiều món ra không ăn hết. Mình không có thích đồ ăn thừa đó. Trừ nào những bữa mình cố tình nấu nhiều dư để bữa sau mình ăn, đỡ khỏi phải nấu cơm. Mà những cái món rau thì mình thích nấu tươi mỗi ngày. Còn những cái món mặn á, nó nhiều khi mình nấu dư để bữa sau mình khỏi nấu cơm. Nhưng mà nấu canh lên thành là 3 món. Còn nếu bỏ món rau thêm món canh thì thật sự là bản thân mình cũng thích ăn canh. Ảnh thì thích mấy cái canh súp nước, ảnh thích lắm. Mình thì không thích. Mình thích xào lên hoặc luộc lên đó, chấm cái nước kho ví dụ vậy. Chứ còn mình không thích ăn canh, thành là mình ít nấu. Hai món đó mình đủ, có rau củ quả, có thịt cá. Vậy là đủ dinh dưỡng rồi, chứ mình không cần thêm món canh chi nữa. So healthy, right? Mm-hmm. Bắp cải nó ngọt. Trong bắp cải đó, cái món xào này thì mình chỉ cho bột nêm với lại ít dầu hào thôi các bạn. Ít gia vị thôi, tại vì cái bắp cải bản thân nó tự nhiên nó ngọt ra nước ngọt. Oh, I thought I had a really good one right there. Anh ăn 3 miếng gà, mình ăn 3 miếng mà 3 miếng đầu bự á. Ý, 2 cái đầu bự với 2, 1 cái khúc dưới. Mình ăn 2 khúc dưới thôi. Mình thích ăn cái khúc xương dưới hơn là cái đầu trên nhiều thịt luôn. Yeah, really good. Yeah, that was great. Mm-hmm. I'm perfectly fine just having meat and vegetables without having a bunch of carbs. I'm so used to eating bread or, you know, some type of starch like potatoes, just tons of carbs. You know. Gotta give it up. Yeah, I gotta give it up. You know, not 100%, but you're in good shape. You know, maybe. Cut it back. All right, thank you for enjoying this delicious dinner with us. We will see you next time. Bye.